Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Xin trân trọng kính chào quý vị. Trong chương trình Lời Sống Hàng Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đọc lời Chúa trong sách Hê-bơ-rơ từ đoạn 10 đến đoạn 13. Hê-bơ-rơ đoạn 10. Đức Chúa Giê-xu là nguồn gốc của ơn cứu rỗi, vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật. Cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm này qua năm khác. Nếu được thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả. Như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa. Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hàng năm về tội lỗi, vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Do đó, khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán: Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. Chúa chẳng vui lòng về tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói lại Đức Chúa Trời: Này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trên kia Ngài phán: Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Đó là những lễ vật theo luật pháp. Rồi sao lại nói: Này tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả. Một thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy. Vì sau khi nói, Chúa phán: Này là giao ước ta sẽ lập với họ, sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ. Ngài lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng sinh tế vì tội lỗi nữa. Đức tin và đời sống của tín hữu, con đường mới và sống vào nơi chí thánh. Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được diện dị vào nơi chí thánh bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. Tại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng không chuyển lai của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Nếu anh em thấy Ngài của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa, nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Ai đã vi phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Phương chi kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm Thánh Linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Và lại phán: Chúa sẽ phán xét dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hàng sống, thì thật là kinh khiếp. Nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi được soi sáng, anh em chịu đựng cuộc chiến đấu lớn với nhiều gian khổ, khi thì công khai chịu sỉ nhục và gặp hoạn nạn, khi thì chia sẻ nỗi niềm với những người bị ngược đãi như vậy. Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù và vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt, bởi anh em biết mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. Vậy chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi thì Đấng đang đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Hê-bơ-rơ đoạn 10. Sức mạnh của đức tin. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thật vậy,
nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Cain, và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận tế lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói. Bởi đức tin, Hê-nốc được cất lên và không trải qua sự chết. Người ta không thấy ông nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đức tin, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Ông đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Isaac và Jacob là những người đồng thừa kế một lời hứa như ông, vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Bởi đức tin, chính Sarah dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng đấng đã hứa với chính mình là thành tín. Vì thế cũng từ một người xem như đã chết lại sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển không thể đếm được. Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa, là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: chính qua Isaac con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con. Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những việc tương lai. Bởi đức tin, Jacob lúc gần qua đời đã chúc phước cho hai con trai của Joseph và nương trên đầu gậy mình mà thờ lại. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Israel ra khỏi Ai Cập và truyền dặn về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục với đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thế thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, ông giữ lễ vượt qua và rưới máu để thiên sứ hủy diệt không đụng đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập cố đi qua thì bị nhận chìm. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi dân Israel đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỹ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thánh tử một cách hòa nhã. Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các nhà tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn. Có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình từ cõi chết sống lại. Có kẻ thà bị tra tấn mà không chịu giải cứu để được sự sống tốt hơn. Có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. Họ đã ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm, lưu lạc rày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất. Tất cả những người ấy dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình, vì Đức Chúa Trời đã cung cấp điều tốt hơn cho chúng ta, để ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự toàn hảo được. Hebrews đoạn 12.
kiên trì theo gương Đức Chúa Giêsu. Cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đã đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi như ấy để không chán nản hay ngã lòng. Mục đích của sự xử phạt, anh em chống cự với tội lỗi còn chưa đến nỗi phải đổ máu. Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con rằng: hỡi con ta, chớ xem thường sự xử phạt của Chúa. Và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt người Ngài yêu thương. Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. Anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con. Vì có người con nào mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em không chịu xử phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Hơn nữa, cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kinh sợ, huống chi cha về phần hồn chúng ta lại chẳng thuần phục bộ phần hơn để được sống hay sao? Vì cha về phần xác theo ý muốn xử phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì lợi ích cho chúng ta mà xử phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự xử phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn, chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Dạy dỗ và cảnh báo, vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên và làm vững mạnh đầu gối lỏng lẻo nữa. Hãy làm đường thẳng cho chân anh em, để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành. Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng, kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng tâm ra gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. Hãy coi chừng, chớ có ai gian dâm hoặc phàm tục nhai sao chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng về sau ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối, mặc dù ông khóc lóc cầu xin cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm rồi. Đặc ân và trách nhiệm của tín hữu, anh em không đến gần một hòn núi có thể đụng đến được, cũng không đến gần ngọn lửa hừng hoặc chỗ tối tăm u ám hay cơn gió lốc hoặc tiếng kèn vang hay tiếng nói mà ai nghe đều nài xin đừng tiếp tục nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này. Dù thú vật đến gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Cảnh trạng đó rất kinh khiếp đến nỗi Môi-se nói rằng: tôi kinh hãi và run rẩy, nhưng em đã đến gần núi Siôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các cực trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là đấng phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được trọn lành, gần Đức Chúa Giêsu, đấng trung gian của giao ước mới, tức là gần huyết rưới ra, là huyết tốt hơn huyết của hai bên vậy. Hãy cẩn trọng, đừng từ chối đấng phán với mình, vì nếu họ từ chối người truyền lời cảnh cáo ở dưới đất mà còn không tránh khỏi, huống chi chúng ta chống cự đấng truyền lời cảnh cáo từ trên trời thì lại càng không thể tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rung chuyển qua đất, nhưng hiện nay phán rằng: còn một lần nữa ta sẽ không những làm rúng động đất thôi mà còn làm rúng động cả trời nữa. Những chữ còn một lần nữa chứng tỏ các vật hay bị rung chuyển, tức là những vật đã được dựng nên sẽ bị loại bỏ để những vật không hề rung chuyển được tồn tại. Cho nên vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rung động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Hebrews 13. Nếu sống hài lòng với Chúa Trời, hãy luôn giữ tình huynh đệ, chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ, và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chúng loan vòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm gì tôi được. Hãy nhờ những người dắt dẫn mình. Đọc lại: hãy nhớ những người dắt dẫn mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời.
không hề thay đổi. Đừng để các loại giáo huấn khác lạ lôi cuốn mình, vì tấm lòng nhờ ân điển được vững mạnh là tốt, chứ không phải nhờ các quy định về thức ăn là điều không ích lợi cho những người tuân giữ chúng. Chúng ta có một bàn thờ mà người phục vụ trong đền tạm không được phép ăn gì tại đó, vì máu của sinh vật được thay tế lễ thực phẩm đem vào nơi chí thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác của nó thì đốt bên ngoài trại quân. Vì lý do đó, Chúa Giêsu đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa dân chúng. Vậy nên chúng ta hãy đi với Ngài ra bên ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với Ngài, vì tại đây chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến. Vậy nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ca ngợi cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại này xin anh em cầu nguyện để tôi sớm được trở lại cùng anh em. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chia lớn, và Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cõi chết, cung ứng cho anh em mọi ơn lành để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Thưa anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này, vì tôi chỉ viết vắn tắt cho anh em. Tôi muốn anh em biết rằng anh em chúng ta là Timothée đã được trả tự do. Nếu anh ấy đến sớm, tôi cũng sẽ cùng anh ấy đi thăm anh em. Kính chào tất cả các vị lãnh đạo của anh em và tất cả thánh đồ. Các thánh đồ ở Italia gửi lời chào thăm anh em. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em. Amen. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho thải quý vị. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.